Để thức ăn cho nó ăn. Con thì đang đây. To đấy. Con một con ăn, con này cứ ở đây mọi người không thấy, đội con lên kia. Sờ vào nó. Chân nó rất nhạy cận, mình sờ vào nó đi luôn, mình chỉ cần thổi hơi đi là nó bay đấy. Bỏ đi đi, đi ăn. Này nó đang ăn. Đấy, con đang ra. Đây này, nó ăn đấy, ăn đó luôn, ăn cái quả đấy mình cho này, mình quả mình sẽ hết rồi. Con này nó bò ra, còn một con nó đã ăn làn sau đít nó nữa. Cái khe của mình nó hơi bé nên mọi người không thấy. Đây một con nữa. Đây nó nằm bò bên đấy, nó hơi sâu nên là nó hơi tối, mọi người không thấy mấy. Con đèn đen trên đấy nó đang động đấy, đầu nó thò ra nên nó đi ăn đấy. Một con nó thò ra nhanh cực, chạy ánh sáng chạy như bay đấy, đầu to chưa. Chưa, mình cho cái bông gạo ở trong này nên là nó hơi dính bông gạo tí, không sao. Đấy, nó chưa lên này. Đấy, nó đã ăn rồi này. Đấy, con này nó đã ăn này. Con này nó đã ăn này. Đấy, con kia nó đã ăn này. Ôi, mẹ nó chán mẹ con này này. Chán, chán, chán con kia mình không quay được rồi. Đây, nó chưa lên này. Đây, con này nó đã ăn này. Đấy, nó quá ăn luôn mọi người. Còn một thùng nữa, nhưng mà thùng kia mình nhìn nó không ăn mấy. Thùng này thì mình cho ăn nó lâu, nó ăn quen. Có khi cho vào nó ăn hết. Chụp đít nữa. Đấy, miệng nó đang ăn. Đấy. Ăn luôn, ăn thế này là sống tốt luôn mọi người ạ, không phải lo về vấn đề ăn uống. Cho ăn cái quả rừng này thì không phải pha nước gì hết.
độ nó không không đặc, nó chỉ ngọt thôi. Đấy.